À, chào mừng các bác đã quay trở lại với Hiếu Minh Audio. Không biết thì vừa rồi các bác ăn Tết thế nào, thì không biết là có tăng cân hay là gầy đi thế nào không. Và bên em thì hoa đào thì vừa mới nở, mặc dù thì nay cũng đã mùng 8 rồi. Thì quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác một combo karaoke. Nhân tiện đây thì cũng ghép một bộ combo karaoke để gửi cho anh Trung có địa chỉ tại Nghệ An. Đấy, cái này thì anh bảo là anh tham khảo thì có thể là một thời gian nữa anh sẽ lắp. Rồi ok, thì bộ combo karaoke của anh Trung thì bao gồm có là một con đẩy. Anh bảo là anh sẽ lấy là con KD500, thì ở đây thì em hết hàng, tạm thời em sẽ lôi con D2008 này ra để test. Thì giá hai con nó chênh tuy chênh nhau một chút nhưng mà không sao, em sẽ lấy lúc nào mà hàng về thì em sẽ thay con đấy và vào đây để thay và gửi cho anh Trung sau. Rồi, bộ dàn của anh thì sẽ gồm có là một con đẩy D2008, một con vang S525 mã. Con vang này thì bên em cũng đã lên hình rất nhiều rồi, các bác cũng không còn lạ mặt gì về con vang của DB này nữa. Bên em thì hiện tại đang bán con vang này là giá là 3,1 triệu và một con mic đặc biệt. Đấy, dòng mic đặc biệt mà có cả echo ở đây. Thì con mic này hiện tại bên em thì đang bán với giá là 3,2 triệu nha các bác nhé, 3,2 triệu. Và đầy đủ có 5 chế độ echo ở đây. Đây các bác nhìn này, đây, 3 này, 4 này, đây các bác nhìn này, 1, 2, 3, 4. Rồi, với một đôi loa DK bãi bass 30. Đôi này thì bên em đang bán là giá là 9,7 triệu nha các bác nhé. Với một chiếc súp điện bass 30. Súp điện bass 30. Ok, tổng bộ trị giá combo karaoke này của anh Trung thì rơi vào khoảng là hơn 23 triệu một tí, khoảng tầm 23 triệu 500 ngàn đồng. Đây là với giá là em thay con đẩy D2008 kia bằng con KD500 nha các bác nhá. Ok, bây giờ thì em sẽ vào để test chất âm của bộ dàn này để gửi video đến các bác nhá. Ok, ở đây thì anh Khiêm anh đang bắt đầu là đang set bộ dàn cho bộ dàn này và thử các chế độ của tiếng mic cho bộ dàn. Dùng cái này có cần lưu ý cái gì không anh nhỉ? Nói chung là anh set up chung được khoảng 90% rồi, các bác chỉ gọi chung chỉ việc nhận hàng và dùng thôi. Tức là các bác không phải lo, có anh Khiêm lo hết rồi. Có em lo hết rồi các bác thì yên tâm. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ thử tiếng mic cho các bác được nghe nhé. Linh linh 1 2 5 6 linh linh linh. Vâng, ở đây thì em đang để chế độ 1, lúc nào cũng là mặc định cho các bác là chế độ echo cộng gì vượt này. Em thử tiếng mic cho các bác nghe nhé. Linh linh 1 2 5 6 linh linh linh. Đây bấm chế độ 2 đấy. Đây em bấm vào chế độ 2 đấy. Chế độ 2 đấy. Chế độ intro 1 2 5 6. Đây còn đây là chế độ 3 nha các bạn. Em bấm vào chế độ 3. 1 2. Đó là chế độ MC cộng reverb đấy. Còn chế độ 4 là chế độ nghe nhạc đây. Em mở chế độ 4 đấy. Thường thường mục định là bọn em để là 10, khi mở lên các bác mở lên là chỉ có 10% nhạc và 10% mic thôi, để cho tiếng nó bị ọc ra loa. Đây còn chữ nút to nhỏ của nhạc này. Đấy, to nhỏ nhạc, to nhỏ mic. Có hết là ok chỉ vài thao tác là các bác sử dụng rất đơn giản. Thế với chiếc điều khiển nhỏ gọn như này mà điều khiển được cả bộ dàn, đầy đủ các chế độ echo reverb để cho các bác khi sử dụng cả chế độ nghe nhạc nữa. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ bắt đầu là test đến tiếng nhạc và tiếng mic của bộ dàn này xem nó như thế nào nhé các bác nhé. Ok, bây giờ thì em sẽ bắt đầu là test cái tiếng nhạc một bài rumba và bài lính 1975 cho các bác, và có cả tiếng súp điện ở đây nha các bác nhé. Súp điện bass 30 ở đây.
Rồi, ok. Nghệ sĩ Văn Khiêm cho em xin một bản nhạc nào. Em sẽ test tiếng mic cho các bác được nghe thử chất âm của karaoke của bộ dàn này kết hợp với đôi loa DK và sub B3 nha các bác nhá. Rồi, ok thì vừa rồi thì các bác cũng đã được nghe thử một tiếng nhạc Zumba. Bây giờ thì em mời một ca sĩ gọi là vừa là kỹ thuật vừa là ca sĩ không chuyên ở bên em. Nay hát một các bác một bài gì anh nhỉ? Câu chuyện đầu năm, à đầu năm mới, ok. Nếu mà em hát không hay thì các bạn đừng ném đá em nhá. Lên nhạc anh ơi. Qua thì em cũng đã review đến các bác một bộ dàn karaoke trị giá khoảng tầm
23.500.000 đồng để gửi đến anh Trung và cũng như gửi đến các bác để tham khảo. Thì các bác nhân tiện ở đây thì em cũng xin nhắc lại là cái chính sách mà trả góp bên em ấy, thì bên em có hai hình thức. Thứ nhất là trả góp từ xa và trả góp các bác khi đến cửa hàng. Đối với các bác khi đến cửa hàng ấy thì các bác chỉ cần mang cho em là chứng minh thư và sổ hộ khẩu hoặc bằng lái xe là được nhé. Còn đối với và các bác trả trước 30% giá trị đơn hàng mà các bác mua. Và đối với các bác ở xa thì các bác chỉ cần có thẻ tín dụng tiêu dùng là được. Và thì các bác có thể làm trả góp 0% và không mất lãi suất. Các bác chỉ mất tiền là cái tiền mà thủ tục để làm thôi. Ok. Và vừa rồi thì em cũng đã chia sẻ đến các bác là cái chính sách trả góp và cả bộ dàn karaoke này. Ở đây thì các bác có tư vấn hay là có cần tư vấn hay là cần setup cho bộ dàn karaoke nhà mình thì các bác có thể để lại một bình luận ở phía dưới kênh YouTube bên em nhé. Và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo. Và các bác nhớ đi đâu nhớ đeo khẩu trang vào nhé, đang mùa dịch Covid mà. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.